Xin chào mọi người, hôm nay mình có 4 cây điện thoại mang lên đây bán cho mọi người. Đây là cây đầu tiên là cây Samsung A10. Cây này còn rất là đẹp, màu đỏ. Đây là cấu hình chi tiết. Máy hay sim hay sóng. Chung là loại này thì để dành lướt web, YouTube nên là chơi game nhẹ nhẹ thì ok. Máy đang chạy phiên bản Android 11. Đây là thông tin của máy, bộ nhớ là 2 GB RAM, 2 GB bộ nhớ, 32 GB. Máy còn rất là đẹp. Máy thì con này có cái ốp lưng. Giá cho cái con máy mới đẹp này là 1,1 triệu mọi người. Đây cũng là một con Samsung A10. Con này thì bề ngoài cũng rất là mới, giống như con kia luôn. Nó không có cái lưng, máy màu nâu, mà màu xanh đen. Con này đang đang màn hình đang hết pin nên nó hơi tối một xíu. Con này chưa có cập Nhật có phiên bản Android lên 11, nó đang nằm Android 10. Máy cũng y chang như con kia luôn, nhưng con này không có lưng. Bán để lại con này giá cho các bạn là 1,50 triệu. Kế tiếp là con A10s, Samsung A10s. Thì con này nói chung cũng giống như con A10, nhưng con này nó thêm một cái nữa là nó có cái mở khóa vân tay phía sau. Trong con này thì cũng tình trạng thì cũng rất là mới, trên 95%. Nói chung là những cái con này thì cũng không có gì phải giới thiệu nhiều, đó là điện thoại tầm trung cơ bản thôi. Thì con này là 1,150 triệu mọi người. Kế tiếp là một con A20. Thì con này cao cấp hơn cái con A10 một chút xíu. Nó giống như cái con A10s, mà là cái thằng này thì RAM của nó là 3 GB, màn hình thì sắc nét hơn. Con này là Samsung Galaxy A20, hai sim hai sóng. Máy cũng đang chạy Android 11. Con này chạy cũng mượt mà lắm, chơi những game tương đối thì vẫn ok. Nhưng ở đây mình đang chơi có con game, chơi thử con game này thì chạy cũng rất là ngon, chạy cũng rất là êm. Nhưng game này thì mọi người ở Việt Nam thấy ít người chơi. Đây, bộ nhớ 3 GB, bộ nhớ là RAM 3 GB và bộ nhớ lưu trữ là 32 GB.
Con này pin rất là dai, 4000 mAh xài được, chơi game mười mấy tiếng mới hết. Nhưng mà con này chạy rất là êm, giá cũng cực mềm luôn. Con này có ốp lưng, những cái máy ở đây là không, đều không có phụ kiện, không có sạc, không có tai nghe, chỉ có máy và cái có ốp lưng vậy thôi. Thì con A20 này là giá 1.350.000. Do lần đầu lên giới thiệu cho nên nói chuyện hơi lộng cộng, mọi người thông cảm. Trong những máy này thì nói chung là máy nào cũng rất là mới đẹp, thì tất cả máy thì mình bán ra và bao xài một tuần, nếu có lỗi gì thì trả hoàn tiền tất cả luôn. Rồi, cảm ơn mọi người, chào tạm biệt mọi người.